hay là từ một người anh sẽ biết là ở Nhật ở đâu thì anh có thể tìm thấy được cái vending machine như này ở trên đường phố, metro station hay là nó ở rất là nhiều nơi. Và riêng cái vending machine này thì anh thấy là có thể mua được bằng thẻ. Ở thẻ có một cái thẻ gọi là Fastmo, ở Nhật có một cái thẻ gọi là Fastmo, có thể tap vào đấy chọn đồ chơi, sau đấy tap thẻ thì mình sẽ mua được đồ uống. Hoặc là có cách thứ hai là mình có thể dùng xu thì mình thả vào đây, sau đó mình chọn đồ uống, rất là tiện lợi. Và thực sự là đây là một cái hình ảnh rất là đặc biệt của Nhật Bản, nhưng mà đi đâu bạn cũng phải thử cái vending machine này hết.